áo này đẹp đó. Rất hợp với dáng em. Đẹp tuyệt. Lãng mạn lắm đó. Thôi kiểu này đi. Hương sắp đám cưới rồi mà. Nhưng trước tiên Hương phải... Khi bản thân cũng nhận ra mái tóc khô ráp, hãy để dầu gội xanh siêu mới với dưỡng chất dầu olive bổ sung dưỡng chất, tóc trở nên bóng khỏe, suôn mượt trong bất cứ dịp nào. Rất hợp với dáng em. Lãng mạn lắm đó.